Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy chiên xào cơm da, chiên xào thịt, chiên xào thực phẩm. Cái mẫu máy này thì chất liệu máy toàn bộ là inox. Đây là chảo chiên xào. Với chảo chiên xào này thì kích thước chảo nó là 72 phân. Đây các bạn thấy 72 phân đây. 72 phân. Đây. Độ sâu của chảo nó là độ sâu xào nó là 40 và thêm 7 phân là để hứng dầu. Bề phân này hứng dầu nhá. Máy này dùng điện 220V. Có hai nhiệt độ điều chỉnh, một là điều chỉnh đây, một là điều chỉnh ở bên này. Các bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ to nhỏ của hai cái thanh nhiệt ở bên trong máy. Máy này chiều cao của máy nó là 15cm. Đấy. Bên mình khi các bạn mua mà chảo bên mình thì bên mình tặng kèm theo một cái môi xúc và cái xúc cơm và một cái để các bạn có thể gắp thịt hoặc gắp thực phẩm. Đây ba lọ đựng dầu và đựng nguyên liệu, đựng dầu và đựng nguyên liệu gia vị. Bên mình giao hàng toàn quốc, các bạn mua chảo chiên xào liên hệ qua số 0923482. Các chảo chỉ có hàng hóa không to, nguyên liệu không giống. Bên mình có rất nhiều loại máy chế biến thực phẩm khác nhau rồi nhé. Bên mình giao hàng toàn quốc, chảo băm thịt tự động và một số loại máy xay thịt, vâng, xay nhuyễn, rất là nhiều loại máy, máy làm kem, nồi nấu phở bằng điện, nồi nấu cháo bằng điện nhé. Máy sấy, máy viên thịt tự động, rồi máy thái hành, thái sợi, rất nhiều là máy. Đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.